các con rất là mấy. Các con cùng nhau đến nhà thờ để bố thí tôi của các con, đưa Chúa củng cố và một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô tôi sang đồng tay ban phúc lành cho thể yêu phong phú và các con, và dùng bí tích đặc biệt và làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích ban tài mà thân hiến các con. Anh Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng. Nhận anh Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng làm chồng của em. Nhận em Maria Phạm Quế Anh làm vợ của anh. Và hứa giữ lòng trung thủy với em, khi tình vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Lần đầu em hò, em thật xinh, anh lặng thinh cứ mãi ngóng nhìn. Hôm nay ôi sao thật vui, hôm nay hai ta thành đôi, hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ôi sao thật vui, nâng ly lên mọi người ơi, nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. Together, together forever.
đưa về bên trái, nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên phải, nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau nhảy, nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau quẩy. Biết đến cho tôi là biết đến party, là biết đến ngày vui nào ta cùng nâng ly. Nào hãy mở nhạc lên có đông như trong CD. Nào hãy vui lên đi cùng ông ta thắng và đón nhau. Và tặng cho con này quý vị rất thương tình và thương con mọi sự cũng nhận để mẹ chồng đeo cho các con nhưng mà ta lại mời ông nữa tình không ra ai cô mời nước thôi xa cứ mời mời rất là cháu của mình cũng phải cho đúng rồi không phải yêu thương ba cái hai ba ngoại của mình rồi mở nhỏ rồi hai chút hai bạn trai hai bạn trai đẹp rồi đẹp của tôi chắc giờ này là con trai của gia đình họ nhà trai chúng con đấy thì cũng trở nên thành viên của gia tộc họ nhà gái của các quý vị thì giờ này cũng xin quý vị mãn phép và xin cho cháu được kết nạp thành viên trong gia tộc của họ nhà gái của các quý vị. Thank you.
I was falling apart when you took me by the hand. You know you really took a hold of my heart. Then the color hit the canvas right from the start. When you set the fire burning, now it's burning down to